Tiếp theo chương trình với giọng ca truyền cảm nhưng vang xa, anh Nguyễn Quyền sẽ cho chúng ta thưởng thức bài ca trên núi, nhạc và lời của Nguyễn Văn Thương. Có sao chiều sao sớm, đâu núi kia có hai người, dù đi cùng trời dù đi khắp núi trời, chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người. Hai người.